Snapdragon 660, mình tin rằng đây là con chip mà rất nhiều bạn yêu thích bởi vì nó có hiệu năng rất là tốt và đều được trang bị lên những chiếc điện thoại có mức giá rất là rẻ, dễ tiếp cận. Và ở đây mình đang có 3 chiếc, đó là Mi 8 Lite, Redmi 2 Pro và cái chiếc Mi A2 của Xiaomi. Vậy nếu là các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu điều đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Tuấn Ngọc đây. Mình xin được gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Hoàng Hà Mobile đã cho mình mượn cả 3 sản phẩm này. Và đặc biệt là cái chiếc Redmi 2 Pro hiện tại đang có bán ở Hoàng Hà nhé. Các bạn nào quan tâm có thể truy cập vào đường link bán hàng ở dưới đây. Mình sẽ để cho các bạn có thể truy cập và tham khảo giá một cách nhanh nhất. Ok, vậy chúng ta cùng đi vào cái phần thiết kế của 3 sản phẩm điện thoại trước. Thì cá nhân mình đánh giá là mình thích cái chiếc Mi 8 Lite của chúng ta nhất. Ở đây chúng ta sẽ có khung viền bằng kim loại cùng với hai mặt kính nhìn rất là sang trọng. Còn với chiếc Mi A2 và chiếc Redmi 2 Pro thì mình thấy rằng có thể loại ra được. Bởi vì Redmi 2 Pro hoàn toàn là bằng nhựa, có thể là các bạn thấy nó vẫn rất là đẹp. Nhưng nếu các bạn sử dụng lâu dài thì các bạn sẽ thấy rằng không thoải mái với nó lắm. Bởi vì cái phần nhựa này nó không sang tay là một, nó không chắc chắn là hai, và có lẽ về độ bền nó không thể bằng kim loại được. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là cái phần liên kết màn hình với cái phần mặt viền như này. Các bạn sẽ thấy nó lồi lên một chút, và mình từng thấy rất nhiều sản phẩm điện thoại tương tự như thế này đã bị chóc và đã bị vỡ cái phần này ra, nhìn rất là xấu và ảnh hưởng thẩm mỹ của các bạn. Còn cái chiếc Mi 2 này mặc dù được làm bằng kim loại rất là đẹp và rất là mỏng, phù hợp với phái nữ, thế nhưng mà cái điểm yếu nó là nhìn mặt lưng rất là nhàm chán, nhìn chỉ có một màu, nói chung là một màu nhám này mình không hề thích một chút nào. Thứ hai đó là về màn hình, thì cả ba chiếc điện thoại này đều có cái màn hình khá là khác nhau. Redmi 2 Pro thì là màn hình giọt nước, Mi 2 thì là màn hình truyền thống, còn cái chiếc Mi 8 Lite là màn hình tai thỏ. Thì cá nhân mình sẽ thiên về cái chiếc Redmi 2 Pro hơn. Bởi vì sao? Các bạn sẽ có ở đây là một cái màn hình lớn nhất trong ba chiếc, đó là 6.3 inch, và cùng với đó là một cái màn hình, một cái giọt nước rất là nhỏ thôi. Nó khác so với cái Mi 8 Lite là cả một cái tai thỏ. Nếu như các bạn đang xem phim, cần một cái gì đó lớn hơn, cần nhiều thông tin hơn trên màn hình thì Redmi 2 Pro sẽ phù hợp với các bạn hơn. Cái chiếc Mi 2 này thì cũng được bởi vì nó là màn hình truyền thống. Tuy nhiên là cái kích cỡ của nó chỉ là 5.99 inch thôi, nó chưa quá đến 6 inch như hai sản phẩm điện thoại là Redmi 2 Pro và chiếc Mi 8 Lite. Và thêm vào đó nữa, theo như cái thiết bị chuyên dụng của Relab có đo được thì độ sáng ở trên chiếc Redmi 2 Pro sẽ là lớn nhất, lên đến hơn 450 nits, trong khi hai chiếc còn lại sẽ là khoảng 409 nits trên Mi 2 và khoảng hơn 430 nits trên chiếc Mi 8 Lite. Và nếu mà xét về màu sắc ấy, thì mình thấy rằng cái chiếc Redmi 2 Pro này nó hơi ám xanh một chút, và cái độ tương phản cũng như là cái sự sặc sỡ về màu sắc cũng làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn những cái màn hình nhợt nhạt ở trên Xiaomi. Nói tóm lại, bạn nào đang cần một khả năng giải trí tốt, xem ảnh tốt, xem phim tốt thì Redmi 2 Pro sẽ là sự lựa chọn của các bạn. Thứ ba đó là về camera chính. Trong điều kiện đủ sáng thì các bạn sẽ thấy rằng là chiếc Mi 8 Lite của chúng ta tái hiện cái chi tiết rất là tốt. Nó không có cái hiện tượng là màu sắc rồi là những cái chi tiết hơi bị biệt vào nhau giống như chiếc Redmi 2 Pro hay là chiếc Mi A2. Về màu sắc thì nó cũng sẽ làm không bị quá lóe như là chiếc Mi 2. Nó sẽ có một cái gì đấy rất trung hòa và nhìn rất là vừa mắt, chứ nó không bị kiểu bị chói quá ấy. Bị tươi quá là mình cũng không thích lắm. Và một điểm đặc biệt nữa là khi mà so Mi 8 Lite với cả Mi 2 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự kiểm soát ánh sáng của nó cũng sẽ nhìn hơn một chút, khi mà các bạn sẽ thấy rằng cái phần đèn của mình lóe lên tường nó vẫn được thể hiện rất là rõ ràng trên chiếc Mi 8 Lite. Còn cái chiếc Mi 2 có lẽ là nó không làm rõ phần này và kiểm soát ánh sáng không tốt ở Mi 8 Lite. Nếu các bạn chuyển sang cái điều kiện thiếu sáng thì các bạn cũng sẽ thấy rằng cái chiếc Mi 8 Lite của chúng ta tiếp tục thể hiện cái lợi thế của nó. Với chiếc Redmi 2 Pro thì mình sẽ loại ra khỏi cuộc chơi này, bởi vì các bạn zoom vào cái phần mắt của anh người nhẹ này các bạn sẽ thấy hơi noise một chút và màu sắc thì hơi bệt, chi tiết làm không tốt. Chiếc Mi 2 và Mi 8 Lite thì có lẽ là làm nhỉnh hơn chiếc Redmi 2 Pro, thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có sự khác biệt ở đây. Nếu các bạn zoom vào cái phần mũ bên cạnh thì các bạn sẽ thấy là cái dòng chữ Bluehole ở trên cái mũ 3 của mình ấy, Mi 8 Lite sẽ làm rõ nét hơn, sắc nét hơn, và nói tóm lại là màu sắc cũng làm nhỉnh hơn trên chiếc Mi A2. Mình cũng có test một vài bức ảnh selfie trong điều kiện đủ sáng thì các bạn sẽ thấy rằng cái chiếc Redmi 2 Pro của mình là màu sắc rất là tệ, và dù cho cái chi tiết có tốt đến mức nào đi nữa thì màu sắc vàng ếch trên da của mình như này mình cũng có thể hoàn toàn loại ra khỏi cuộc chơi. Trên chiếc Mi A2 thì các bạn sẽ thấy rằng cái màu sắc trên mặt mình hơi bị nhợt nhạt một chút, và còn cái chiếc Mi 8 Lite thì nó là sự trung hòa giữa Mi A2 và chiếc Redmi 2 Pro. Các bạn sẽ thấy mặt mình rất là tươi tỉnh, không có hiện tượng bị nhợt nhạt hay là bị vàng oạch như trên chiếc Redmi 2 Pro. Ok, vậy là tổng kết trong cái phần chụp ảnh ấy, thì chiếc Mi 8 Lite sẽ làm tốt nhất trong phần chụp camera chính. Mình khuyên là các bạn đừng chọn Redmi 2 Pro để mà selfie, bởi vì da mặt vàng uệch này nhìn trông rất là kinh.
Cuối cùng đó là về hiệu năng cũng như là thời lượng pin. Với chiếc Redmi 2 Pro thì chúng ta sẽ có con chip được giảm rung từ 2.2 GHz xuống chỉ còn 2.0 mà thôi. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm bởi vì mình đã từng làm một bài test rất là kỹ lưỡng về hiệu năng của sản phẩm này rồi và hiện tại nó vẫn rất là ngon. Vậy còn Mi 8 Lite và cái chiếc Xiaomi Mi 2 thì sao? Mình thì thiên về chiếc Mi 2 hơn bởi vì cái chiếc Mi 8 Lite khi mà mình chơi game mình sẽ cảm thấy nó rất là nóng và trong cái bài 30 phút gaming lần trước thì nó có thể lên đến 47 độ, một cái nhiệt độ rất là ghê, nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến khả năng trải nghiệm của các bạn. Và theo như mình có test thật là kỹ thì cái FPS của nó cũng không được ổn định như là chiếc Mi A2. Thế nhưng là về thời lượng pin thì các bạn sẽ thấy rằng cái chiếc Redmi 2 Pro của chúng ta với một con chip được giảm rung cùng với dung lượng pin là 3500 mAh thì mình nghĩ rằng Redmi 2 Pro sẽ mang lại cho các bạn một thời lượng pin dài hơi hơn. Nói tóm lại về hiệu năng, nếu các bạn đang muốn một cái sản phẩm được trải nghiệm tốt, hiệu năng ổn định, được làm rất là mượt mà về Android One thì mình tin rằng Mi A2 sẽ là lựa chọn rất là tốt dành cho các bạn. Còn về thời lượng pin hãy chọn chiếc Redmi 2 Pro. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần tổng kết xem rằng chiếc điện thoại nào sẽ phù hợp dành cho các bạn. Với chiếc Redmi 2 Pro, các bạn sẽ có đây một màn hình lớn, một cái màn hình giọt nước có thể thể hiện được nhiều thứ hơn trên màn hình, một màn hình cũng rất là sáng và kèm theo đó là một cái viên pin rất là tốt. Nó sẽ phù hợp với dân văn phòng, với những bạn nào đang yêu thích cái khả năng giải trí trên màn hình, xem phim nhiều, thao tác trên mạng xã hội nhiều. Với chiếc Mi 8 Lite có một thiết kế rất là sang trọng, vuông vức và nam tính. Và điểm đặc biệt nhất của sản phẩm điện thoại này đó chính là camera. Mình tin rằng camera của nó có thể đánh bại hai sản phẩm còn lại trên bàn của mình. Còn cuối cùng đó là chiếc Mi A2 thì đây sẽ là một sản phẩm điện thoại có được một cái hiệu năng tốt nhờ được tối ưu lại từ Android One. Và thêm vào đó nữa, các bạn sẽ có ở đây một thiết kế rất là thanh mảnh, nhẹ nhàng. Nếu là các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào, đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Hoàng Hà Mobile. Hiện tại thì ở đây đang có bán chiếc Redmi 2 Pro với mức giá rất là tốt và mình sẽ để đường link ngay dưới đây cho các bạn có thể tham khảo nhé. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Lab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Alo.